Hey nhô các bác. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay anh Phương đang chuẩn bị ghép một bộ cấu hình âm thanh sự kiện cho một anh bạn khách hàng. Phải nói rằng là đúng là niềm tin tạo nên cái mối tình thân, và cái sự chân thành sẽ tạo nên sự gắn bó. Và chính vì vậy mà chỗ anh Dương đã từng lấy hàng tại trung tâm điện tử anh Phương. Và ngày hôm nay thì anh quyết định đặt tại trung tâm điện tử anh Phương một bộ cấu hình âm thanh sự kiện cao cấp để cho anh đi làm âm thanh sự kiện đám cưới cũng như là những buổi tiệc ở thành phố Hà Nội. Thì bây giờ là anh Phương đang phối ghép một bộ cấu hình, trong đó có một cặp súp B3. Hiện tại thì súp B3 mới là súp 3G, nó đang trên đường về. Thì trước mắt thì anh Phương đang ghép một quả súp B3 kép với lại một đôi súp đơn DMX dòng súp của Đức, với một dàn dây gồm có ba tay full kép 30 và tép kèn. Mời các bác hãy cùng tiếp tục theo dõi video để chúng ta cùng tìm hiểu về bộ cấu hình âm thanh này và cùng thưởng thức cái chất âm cũng như khả năng gọi là hoành tráng, bao phủ không gian rộng đối với lại một bộ cấu hình âm thanh như thế này. Xin mời các bác hãy cùng anh Phương lắng nghe và tìm hiểu tiếp.